là quá trình chuẩn bị vật tư để lắp đặt một chiếc bơm ha. Bơm nước em phải làm rồi chụp anh chị ạ. Cái phần mà em đang cầm này là cái bệ máy bơm anh chị nhé. Đây là bệ bơm này. À, cái bệ này thì đặt ở bên dưới và cái bệ này sau đó là mình sẽ có một cái động cơ. Đây là một cái động cơ. Đây động cơ anh chị nhé. Cái máy động cơ này thì sẽ được đặt lên trên này. Đó, sau đó là chuẩn bị thêm một cái đầu bơm nữa. Đầu bơm thì đặt lên đây anh chị nhé. Nó còn cần thêm một cái khớp nối đầu này nặng tương đối. Ui giời. Đây anh chị nhé. Và chỗ dưới này thì nó được kết nối với nhau bởi một cái khớp nối nhanh nữa. Đây, chỗ phần này nó được kết nối với nhau bởi một cái khớp nối nhanh. Và cái dòng bơm EVA giờ trục này thì chuyên dùng để bơm nước sạch, bơm nước cấp trong nhà máy. Ngoài ra anh chị có thể dùng để bơm chữa cháy anh chị nhé. À, dòng bơm này thì có lưu lượng và áp rất là lớn. Cái bơm này thì có gì đặc biệt ạ? Đó là cái phần đầu bơm này được làm bằng gang. Và cái phần cánh bơm ấy, cánh bơm ở bên trong này em chưa tháo ra. Thì cái cánh ấy nó là cánh bằng đồng, vì vậy mà hiệu suất làm việc của máy bơm rất là lớn. Và thông thường cái dòng bơm dài trục EVA này thì thường được lắp đặt ở Việt Nam. Và cái bộ bệ này thì được sản xuất tại Việt Nam anh chị nhé. Cái động cơ này thì mình có thể lắp với nhiều hãng khác nhau. Và cái đầu bơm này là đầu bơm FSA của EVA. Và cái dòng này thì rất là phổ biến ở thị trường Việt Nam. Nếu mà anh chị quan tâm về cái dòng sản phẩm này thì anh chị hãy để lại thông tin ở phần ghi danh, thì em Hồng sẽ hỗ trợ anh chị tư vấn và báo giá. Con này hiện tại là con bơm đây ạ, 50x40 FSHA anh chị nhé. Con này có cổng đầu vào là 50 và cổng ra nó là DN40 anh chị ạ. Đây là toàn bộ cái hình ảnh của cái máy bơm. À, cái phần trục này thì là phần trục là inox anh chị nhé. Đó, trục inox ạ. Cái bơm này thì trên bơm luôn luôn có một cái chữ trên bơm là nó sẽ có gắn chữ EVA ở đây anh chị nhé. Vâng ạ. Và video thì đến đây là hết. Video được thực hiện bởi Bơm Công nghiệp Vimex và em là Hồng, chuyên gia về máy bơm.